过，疑惑事太多，给谎言装饰多浩瀚如幻觉，谁像被骗过，线索天网盖尘灰qua bên anh học, con muốn đợi nửa năm sau mới đám cưới. Tóm lại tụi con nhất định sẽ đám cưới. Còn nữa, vậy con cái tụi con nhất định sẽ sinh. Nạn nhân là nữ ca sĩ Quách Hiểu Lâm Sharon, có lẽ bị tấn công ở nhà, bị thương bỏ ra ngoài. Tay Quang bị thương hả? Sao bị thương gì? Tại đêm đó không cẩn thận làm bể cái ly nên đứt tay. Vậy hay giống máu đó giống nào có ép vậy? Làm ảnh dụng ly thủy tinh với bàn nước ở phòng khách. Tức là ảnh dụng thủy tinh mà tôi quẹt giúp anh. Tức là tôi bị ép hả? Không phải chứ. Nhìn cái gì? Nó chơi thôi. Nó có dễ bị như vậy chứ? Vậy độc đắc nó khó trúng, tôi cũng đâu có trúng được phải không? Không có gì đâu, không có gì. Nhưng tôi cảm thấy anh nên nhanh chóng đi làm xét nghiệm cho an toàn. À, chuyện đó đương nhiên rồi. Tôi đâu phải người nông cạn như vậy. Được rồi, tiếp tục đi, tiếp tục họp. Anh Hùng, có cần xin nửa ngày đi làm xét nghiệm không? Thôi khỏi, làm việc đây làm việc. Bà Đàm cũng biết tôi làm việc từ nào tới giờ mà, cũng biết cân nhắc. Được rồi, tiếp tục họp đi. Vậy chúng ta tiếp tục. Có lại hình ở hiện trường vụ án. Sharon nói là hung thủ dùng cái cúp đập vào đầu. Trên cái cúp đó đích thực có vết máu của Sharon, chứng tỏ là phù hợp với lời khai của Sharon. Còn mảnh chai dụng bị dính máu trên bàn trà, Jackie cũng từng thừa nhận là ở nhà Sharon làm bể cái ly miễn, làm đứt tay của ông ấy. Cho nên vết máu trên đó rất có thể là của Jackie. Thắng à, anh liên lạc với Jackie, tôi nghĩ ông ấy cũng cần đi xét nghiệm. Yes, madam. Nếu như đương sự hoàn toàn không biết mình là người mang mầm bệnh S, lỡ như làm lây bệnh sẽ hại đến rất nhiều người. Còn vết máu tìm được trên con dao gọt trái cây, theo sự phân tích nhiễm sắc thể ADN của chúng tôi thì biết thuộc với Nam, nhưng không biết là ai. Theo kết quả dấu vân tay mà bên pháp chứng gửi qua, trên tay cầm của cánh cửa có dấu vân tay bị dính máu là thuộc về Sharon. Nhưng còn dấu vân tay khác ở dưới đó vì bị chồng lên nên không tách được. Ở nhà của Sharon, chúng tôi tìm được 3 nhóm dấu vân tay rất rõ ràng. Nhóm thứ nhất thuộc về Sharon, nhóm thứ hai là ở trên mảnh chai dụng, có lẽ là thuộc về Jackie, nhóm thứ ba là ở trên cái cúp, nhưng tạm thời không biết là của ai. Vậy tức là nhóm máu không rõ trên con dao gọt trái cây và nhóm dấu vân tay trên cây cúp rất có thể là thuộc về hung thủ. Sếp Cao à? Tìm tôi hả? Có chuyện muốn hỏi sếp. Thực ra cơ hội tôi bị nhiễm S bao nhiêu vậy? Thật ra virus S luôn chuyển trong không khí, không bao lâu sẽ chết, cho nên cơ hội anh bị lây nhiễm không tuyệt đối. Không phải tuyệt đối, vậy tức là bao nhiêu phần trăm cơ hội? Nói theo cách y học, tôi không thể cho anh thông số chính xác. Vậy tức là 1/1000 cơ hội cũng là có cơ hội. Vậy độc đắc có trúng cũng có người trúng mà, phải không? Nè, trong giai đoạn hiện nay, tôi khuyên anh đừng đoán mò nữa, mau chóng đi làm xét nghiệm sẽ có đáp án. Đừng có tự nhát mình nữa. Làm xét nghiệm chứ gì, tôi biết mà. Mau đi đi. Nè, sao hả? Làm anh giật mình à? Mấy bà thím ngoài chợ thì bị cô làm giật mình. Còn Thẩm hôm nay không dễ bị cô làm giật mình đâu. Nhưng lần sau khi cô ở đằng sau gọi người ta, gọi đồ mới dỗ đi. Được được. Nè, tôi đưa anh đi. Đưa tôi đi đâu? Bệnh viện. Tới bệnh viện làm gì? Thì làm xét nghiệm.
Trời, tôi cũng có xe mà, cần gì cô chở chứ. Tôi nhìn khuôn mặt anh, thấy trạng thái tâm lý và sinh lý đều không thích hợp lái xe. Để tôi đưa anh đi. Cũng được. Là cô liên lụy tôi bị xước, cô đưa tôi đi là chuyện thường tình. Vì tôi đỡ tốn tiền xăng thì đỡ xe, đi ăn một chậu cơm cũng được mà. Ok. Đàn ông với anh lúc nào cũng ráng gượng, sợ thì nói sợ đi. Sợ cái gì? Bác sĩ tâm lý nói trong lòng có sự hoang mang và bất an, trút bầu tâm sự ra thì tốt hơn. Cô đoán vậy hay quá. Cô biết cách làm sao trút ra. Lần trước cô bị thương ở chân, chí chà chí chét chữa người ta hết mấy ngày. Còn tôi, bây giờ liên quan tới hạnh phúc của nửa đời sau và nửa thân dưới của tôi, tôi làm sao trút ra và chửi đây? Anh sợ thiệt hả? Sợ cái gì mà sợ? Anh nói tôi sợ thiệt chứ. À, cô y tá, sao rồi? Kết quả xét nghiệm máu của anh có rồi. Anh vào gặp bác sĩ đi. Ờ, cảm ơn. Bình tĩnh đi. Hai vị mời ngồi. Bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi bác sĩ, bác sĩ cứ nói đi. Anh Thẩm à, việc xét nghiệm HIV của anh đã xác định là âm tính. Âm tính? Tức là không sao đó. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Tôi không sao rồi, cảm ơn. Chúc mừng anh đã thuận lợi vượt qua giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu? Ủa, còn có giai đoạn thứ hai sao? Phải, 3 tháng sau anh phải tới xét nghiệm lần nữa. Vì trong 3 tháng này là thời kỳ cửa sổ. Thời kỳ cửa sổ là sao? Nè, nếu một người đã nhiễm bệnh S thì máu người đó sẽ mang mầm bệnh. Thời gian đầu bị nhiễm, cơ thể con người không thể nảy sinh đủ kháng thể để chúng ta xét nghiệm ra. Cho nên muốn xác định có bị lây nhiễm hay không thì phải đợi tới 3 tháng sau. Cô bắt tôi lo sợ tới 3 tháng. Nè, vậy tôi chết mất tiêu rồi còn gì? Không có đâu, đừng vậy mà. Xin lỗi bác sĩ. Không có gì. Alo. Alo, sếp sao rồi? Kết quả có chưa vậy? Ôi, khổ ghê đó. Thì phải rồi, vậy cũng được. Bị người ta giết kiểu này không buồn sao được chứ. Người gì mà quá đáng. Trời ơi, trước giờ ba cuốn báo này đều thích đăng bậy bạ mà. Tất cả mọi người đều có tám quá. Tạp chí lá cải đương nhiên là nhiều chuyện rồi. Anh có cá tính thì đừng bao giờ coi. Xin chào. Ờ, sếp. Anh Hùng, anh về rồi hả? Nè, tôi đi đứng bình thường dĩ nhiên là về rồi. Sếp, không có gì chứ? Anh có bệnh không? Tôi vẫn bình thường mà. Sếp à? Hả? Cất vào đi, sẽ được bình an. Mê tính từ hồi nào vậy? Bất chước người ta xin bùa bình an. Không phải là em xin, má em xin đó. Vậy đó, là bác cố tình đi xin, anh cất vào đi. Bình an vô sự đó. Má em ở khu nào? Mỹ Phù. Anh đã nói có đánh chết cũng không tới Mỹ Phù. Đừng vậy mà anh Hùng, đâu có ai kỳ thị anh đâu. Làm gì vậy, tôi đâu có sợ người ta kỳ thị tôi đâu. Bây giờ chỉ là thời kỳ cửa sổ, đâu có nghĩa là tôi bị bệnh ép thật đâu. Người nào người nấy cũng tệ thiệt đó. Bây giờ sếp chỉ ở thời kỳ cửa sổ gì đó thôi. Phải đó. Nè sếp. Sếp lấy xài đi. Đưa miếng băng cá nhân cho tôi làm gì vậy? Đã lạnh hết rồi. Tôi biết, nhưng mà tôi sợ sếp không cẩn thận rồi bị xước nữa. Hơn nữa có nó đỡ chướng mắt hơn. Chướng mắt? Thằng quỷ sứ, cô sợ tao lây cho mày hả? Nè, mọi người có kiến thức hay không vậy? Sếp cậu nói virus ép tiếp xúc không khí không bao lâu thì sẽ chết thôi. Làm gì vậy? Mọi người nhìn tôi làm gì? Trời ơi, không có gì đâu sếp. Sếp đừng có tưởng tượng người ta nhìn sếp hoài. Dạ phải, nhìn thì sao chứ, đâu có gì khó chịu. Dù sao sếp cũng vì công việc mới hy sinh oanh liệt chứ. Trời ơi, tuy là oanh liệt nhưng mà vẫn chưa hy sinh. Ê, thôi được rồi, hiểu rồi. Tôi hiểu ý của mọi người rồi. Cảm ơn nhiều, tôi sẽ ghi nhớ. Được rồi, tôi sẽ đứng dậy được rồi. Tôi sẽ che lại cho đỡ chứ mắt ha. Ý tôi không phải vậy đâu. Thằng quỷ này. Chào madam. Xin chào. Madam. Madam. Madam mà. Ủa, anh Hùng về rồi hả? Phải. Sao hả? Có cần nghỉ phép cho khuây khỏa không? Tôi khỏi, tôi không sao, tôi có thể làm. À phải, madam à, có một cuốn tạp chí lá cải có đăng tin về Sharon và Jackie. Cô coi. Không biết tạp chí này có đăng bậy bạ hay không. Họ nói lúc Sharon và Jackie, người quản lý của cổ bàn chuyện đáo hạn, cổ hét giá trên trời, ăn cháo đá bát. Còn nói Jackie gửi tin nhắn hăm dọa cổ. Tin nhắn nói, tôi có thể lăn xê cô lên thì có thể đạp cô xuống. Nếu cô tiếp tục giở trò thì đừng trách tôi không nể tình. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Cô đừng hối hận. Rõ ràng đây là tin Jackie gửi cho cổ. Nhưng mà quan hệ giữa Jackie và Sharon lâu nay không phải rất tốt sao? Có thể là có người trêu chọc Sharon. Có người cổ rất tốt. Cả đứa bé bị ung thư máu cổ cũng giúp. Chắc cổ đối xử người bên cạnh không tệ đâu. Nhất định là có người ganh tị cổ nổi tiếng, cố tình bêu xấu cổ. Mấy cuốn tạp chí có chút chuyện cũng hay tìm mắm dặm muối lắm. Nếu không có lửa thì làm sao có khói? Madam, cô nghĩ bà nhất định là thật sao? Vậy tức là quan hệ với Sharon và Jackie chưa chắc tốt như chúng ta đã nghĩ đâu. Nếu như Sharon thật sự muốn đổi người quản lý, tấm cổ trước khi đi thì trước khi có động cơ gây ra thương tích. Thật à, anh điều tra cuốn tạp chí này, coi những tấm hình này làm sao họ có. Yes, madam.
Thắng à, anh và tôi cùng đi tìm Sharon, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Yes, madam. Vào đi. Ý, madam, cô mới đến hả? Xin chào. Xin chào. Chà, hình như fan hâm mộ của cô rất thương cô. Dạ phải, thật sự họ rất nhiệt tình. Thật ra thì tôi đã kêu trợ lý đem một mớ về nhà rồi, nhưng ngày nào họ cũng đem nhiều thứ tới đây hết. Lần này chúng tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi cô. Được. À, cô ăn sô-cô-la này đi. Thôi khỏi, thôi khỏi, cảm ơn. Ăn đi, đừng khách sáo mà. Tôi không có ăn sô-cô-la, hãy ăn là nổi mụn mà. Vậy tại sao hôm xảy ra sự việc, trên bàn trà ở nhà cô có một hộp sô-cô-la đã khui ra và đã ăn vài cục rồi? À, thường ngày tôi hay để một hộp sô-cô-la ở nhà lắm. Có bạn bè tới chơi thì tôi mời họ ăn. Vậy đêm đó ngoài Louis và Jackie ra, có ai đến nhà cô không? Đêm đó là Louis đưa tôi về nhà. Sau đó vài tiếng Jackie cũng đến. Ngoài hai người đó ra thì không còn ai. Madam à, cô đến đây chính là hỏi tôi chuyện này hả? Tôi muốn hỏi cô có xem cuốn tạp chí này không? Tạp chí bây giờ thật sự rất quá đáng. Vậy có thật là Jackie đã gửi tin nhắn này cho cô không? Phải. Sao cô nói quan hệ hai người rất tốt mà? Phải đó. Trước giờ Jackie cũng rất thương tôi. Có thể vì vấn đề này, gần đây chúng tôi bàn chuyện hợp đồng, có vài điều kiện vẫn chưa đạt được ý chung. Chưa đạt được ý chung thì đã gửi tin nhắn như vậy. Nếu cô tiếp tục giở trò thì đừng trách tôi không nể tình. Cô nhất định sẽ hối hận. Dường như ý này không phải là tìm ý chung mà là hăm dọa. Tôi nghĩ anh nhất thời nóng giận thôi. Tánh của Jackie rất hấp tấp. Mọi người có thể coi tạp chí, có thể thường ngày anh nghe được không ít lời đàm tiếu. Rất nhiều người đều nói tôi đã quyết định qua hàng. Có thể anh nóng ruột quá cho nên nổi giận cũng đâu có gì lạ. Sharon à, nếu thực sự có ai đó định gây bất lợi cho cô, tôi hy vọng cô có thể thành thật nói cho chúng tôi biết. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Vậy cô có nhớ đêm đó? Đầu của tôi lại bị nhức. Thật ngại quá, tôi muốn nghỉ ngơi. Được rồi. Anh đã quan hệ với anh và Sharon rất tốt. Vậy tại sao lại có tin nhắn hăm dọa này chứ? Xin lỗi nha. Alo, bác sĩ Trương hả? À đúng rồi, là tôi gọi cho anh đó. Bác sĩ Trương à, phiền anh mau chóng hẹn giờ giùm tôi đi. Thật tình tôi muốn gặp bác sĩ lắm. Bác sĩ cố gắng sắp xếp giùm tôi thật sớm nha. À, làm phiền quá, được rồi. Cảm ơn bác sĩ Trương. Chúng tôi cũng biết tâm trạng của anh không tốt, mong anh hiểu cho. Có những chuyện chúng tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Ban đầu tôi nghĩ là có thể thỏa thuận với Sharon, hy vọng đáo hạn với cổ, cho nên tôi không muốn phá hoại thình tự của cổ, không muốn hỏi nhiều. Nhưng mà bây giờ đã đông nổi này rồi, chưa chắc tôi sẽ làm nghề này nữa. Tôi không ngại nói thật với hai vị. Nói thật lòng, tôi làm nghề này đã lâu rồi, gặp không ít mặt thật của các nghệ sĩ. Bây giờ làm gì còn chuyện uống nước nhớ nguồn nữa. Nghệ sĩ khi đã nổi tiếng rồi thì tưởng là mình biết bay, rồi bắt chước người ta ổng nghẹo. Mấy tháng nay tôi và Sharon bàn chuyện đáo hạn, nhưng cô đòi tăng giá mà còn đòi tăng tiền hoa hồng. Đằng này tôi nhận lời của cổ, thì đằng kia cổ đi bàn với hoàng thất rồi. Rõ ràng là cổ muốn lợi dụng tôi. Cổ dọc giận tôi kiểu này, tôi tức quá mới gửi tin nhắn đó cho cổ. Cổ nhận được tin nhắn rồi thì đêm đó cổ kêu tôi tới nhà của cổ để bàn. Thật ra cô muốn sao chứ? Từ đầu tôi đã bàn điều kiện với cô, cô tăng giá hết lần này tới lần khác. Tôi biết mà, cô lén lút đi bàn với bên hoàng thất chứ gì, còn đem giá của tôi cho cô bàn với người ta nữa. Nói thật nha, bây giờ tôi ở ngoài đóng quảng cáo bao nhiêu tiền ai cũng đều biết. Bao năm nay anh ăn hoa hồng của tôi cũng đâu có ít. Nếu không nhờ tôi, anh có thể từ thượng hoàng chuyển đến căn biệt thự sao? Còn nữa, anh đừng nhắc đến chuyện anh làm sao một tay lăng xê tôi. Đó là chuyện của mấy thế kỷ trước rồi, còn nhắc làm gì chứ? Có nhắc thì nhắc bây giờ nè. Bây giờ hoàng thất chịu trả tôi 10 triệu để chuyển hội đó. Anh muốn tôi ở lại hả? Được, trả tôi giá đó đi. Muốn tôi trả cho cô 10 triệu, vậy khác nào cô giở trò. Vậy anh gửi tin nhắn này cho tôi, không biết là ai giở trò. Được, vậy thì làm lớn chuyện đi. Làm gì giận dữ vậy? Dễ lên cơn đau tim lắm đó. Đến chừng đó anh có chuyện gì,
muốn hợp tác với anh cũng không còn cơ hội. Ủa, cô còn muốn hợp tác với tôi sao? Ngoài người quản lý ra, thật ra có nhiều cách thức để hợp tác. Tôi nói với Nick ở bên Hoàng Thất là muốn lấy quyền chế tác đĩa hát. Nếu như anh cũng có hứng thú thì có thể bàn bạc mà, phải không? Nếu để tôi chọn, dĩ nhiên tôi sẽ chọn người từng hợp tác, có phải không? Cô nói là có thể bàn bạc. Tôi cũng muốn bàn bạc với cổ. Cho nên sếp hỏi tôi mới nói quan hệ với tôi về cổ rất tốt. Không lẽ tôi lại hơi hết chuyện xấu của cổ ra? Tôi cứ tưởng cổ là người rất tốt chứ. Nên nói là lâu nay cổ đều khéo đóng kịch. Những chuyện này đều do anh nói ra. Có khi nào đêm đó anh mà với cổ không xong, quay trở lại đối phó cổ không? Không có đâu. Đêm đó tôi đã tới Fadin Ba. Là chỗ nào vậy? Là ba đồng tính đó. Tôi quen một người bạn. Đêm đó tôi với ảnh cùng về nhà. Nếu hai vị không tin, có thể đi điều tra. Vậy ai có thể tiếp xúc tin nhắn này chứ? Thậm chí là bạn nói cho tòa soạn, một con người xấu tánh như Saron, người trong nghề bị cổ bắt nạt không có ít đâu. Chỉ tại người bên ngoài không biết thôi. Những người muốn đối phó cổ thiếu gì? Chẳng hạn như... Sao hả? Có chửi đủ chưa? Cô gọi điện tới chiếc trại cho chết chửi một hơi không ngừng. Cô là bà Hoàng hả? Nè, tôi cũng có mẹ sanh vậy. Tôi không chỉ chửi anh đê tiện. Tôi biết bài viết của tạp chí là anh bán cho họ chứ gì. Hôm đó còn có ai trong phòng trang điểm? Không phải anh thì là ai? Anh muốn hại tôi hả? Thôi dẹp đi. Bây giờ tôi lập tức đuổi việc anh. Được, cảm ơn nha. Bây giờ tôi sẽ đi khu sân banh ăn mừng. Cô nghĩ là tôi muốn theo cô thật sao? Còn nữa, cô có chứng cứ gì nói là tôi bắn tin? Điên khùng quá. Ai vậy? Bà đâu? Chúng tôi điều tra được anh và mấy tòa soạn đều có liên hệ. Rất nhiều tin nội bộ của Saron đều do anh bán cho họ. Phải. Bây giờ tôi ngại gì mà không thừa nhận? Trước đó thì tôi sợ cổ đuổi việc. Bây giờ tôi đã bị đuổi việc rồi, còn ngại gì không đó? Hình như anh có nhiều điều bất mãn về Saron. Cô giỏi chặt ăn đó. Thường ngày làm ra vẻ nghi thơ, để người bên ngoài nghĩ đó là một thiên thần. Thật sự nó tệ hại hết biết. Tính khí vốn đã xấu mà còn nhỏ mọn, lại còn đa nghi nữa. Suốt ngày nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng hát hay, có chuyện gì cũng trút giận vào tôi. Sao rồi, khăn giấy đi. Nè, tôi bị mất một tờ 500 đồng. Anh mở bóp tiền của tôi hả? Trả lại đi. Làm sao tôi lấy tiền của cô chứ? Tờ 500 đó cô mời mọi người uống nước mà. Phải hả? Lúc nào cũng vậy, tiền bạc của mình mà mình không nhớ. Chứ cả giặc lần trước tự mình đem cho người ta, cũng đổ thừa là tôi ăn cắp. Cái gì? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Lần trước chị Kemi đòi đuổi việc anh. Nếu không nhờ tôi, anh còn việc để làm sao? Anh biết rõ cái thân của mình mà. Tôi không cần anh thì không có ai cần anh nữa đâu. Đồ ngu ngốc. Điên quá. Xe đón, chị chỗ được rồi. Được, cảm ơn nha. Xe rồi, tôi có thể lăn xê cô lên, cũng có thể đạp cô xuống. Nếu cô còn tiếp tục giở trò thì đừng trách tôi không để tình, cô nhất định sẽ hối hận. Tôi đáng chết, tưởng đâu người ta hâm mộ thì có thể quay người khác như dế hả? Tôi chờ cơ hội để giành trần chuyện của nó. Tôi càng không muốn cho người khác biết thì tôi càng phải nói. Anh có biết anh phanh phui chuyện đời tư của cổ, Saron có thể thương anh không? Được thôi, nếu vậy thì chết chung cả lũ đi, sợ gì chứ. Anh ghét Saron như vậy, vậy anh có động cơ tấn công cổ rồi. Này sếp à, thực tình tôi chỉ tung tin thôi chứ tôi đâu có dùng bạo lực. Vậy đêm Saron bị tấn công, anh ở đâu? Thì tôi một mình ở nhà ngủ. Vậy tức là không có ai có thể làm chứng. Bây giờ chỉ anh mới có thể giúp chính mình. Vậy tức là sao? Chúng tôi phải lấy đôi giày hôm đó anh mang về làm xét nghiệm. Dưới đế giày của Louis phát hiện được một số đất. Sau khi đem xét nghiệm, trong đó có thành phần nitơ, phosphor và kali. So với thành phần đất ở bên ngoài nhà Saron là giống nhau. Cho nên Louis chắc chắn có đi ngang con đường bên ngoài nhà của Saron. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, trên giày của Louis, chúng tôi không tìm được thành phần nước ngọt. Lúc hung thủ rời khỏi hiện trường đã từng đập ngã cái thùng rác và lon nước ngọt. Đôi giày còn dẫm lên nước ngọt. Nhưng bây giờ đế giày của Louis không có thành phần nước ngọt. Vậy có nghĩa là anh ta không phải là người tấn công Saron. Tôi cũng kêu đồng nghiệp điều tra Jackie. Đêm xảy ra sự việc, anh ta đang ở quán ba đồng tính, quen biết được một người bạn, suốt đêm ở bên người đó. Cho nên cả hai người này đều có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Còn hai vết tì trên tấm thảm trong nhà của Saron, sau khi xét nghiệm xác định trên đó có hydramethanol, tức là thuốc diệt kiến, là thành phần thuốc nhử dùng để diệt kiến hay gián.
trong nhiều loại chất diệt sâu cũng đều có. Đặc biệt là những người ở thôn quê thông thường đều sử dụng để diệt kiến muỗi. Nhưng mà loại chất diệt sâu này ở nhà Sharon cũng có, không phải có từ bên ngoài, rất khó tìm được phương hướng. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa giải thích được tấm thảm trong nhà của Sharon tại sao có hai vết tì đó. Chứng cứ còn mập mờ, nhân chứng lại nhìn không rõ. Ý cô nói là Sharon hả? Ừ. Chúng tôi có nói chuyện với cổ, thấy lời khai của cổ có rất nhiều nghi vấn, hơn nữa hay tránh ánh mắt của tôi. Cô thấy cổ có tật giật mình sao? Cổ cố tình tránh khỏi ánh mắt của cô, hay rất tự nhiên chuyển sang hướng khác, chẳng hạn như nhìn trái hay phải? Có lẽ là bên trái, sao lại hỏi như vậy? Nào, não con người chia làm hai bên trái phải. Bên trái phụ trách điều khiển ngôn ngữ và tư duy, còn bên phải phụ trách không gian hình tượng và thông tin. Nếu đột nhiên cô đặt một vấn đề khó đối với người nào đó mà tầm nhìn của người đó vốn là nhìn thẳng, lập tức chuyển qua trái, vậy có nghĩa là người đó đang dùng lý trí để suy nghĩ. Họ đang nghĩ nên cho cô một đáp án thế nào. Vậy tức là lúc đó Sharon rất có thể đang đặt chuyện. Xem ra Sharon là nạn nhân không hợp tác chút nào. Nhưng tại sao cô phải nói dối? Tại sao cô phải bao che cho hung thủ đó? Con người biết nói dối, nhưng vật chứng thì không thể. Chúng ta có thể xét nghiệm lại lần nữa, có thể sẽ có đáp án. Nhưng tôi nghĩ hoài cũng không hiểu, thật ra động cơ của hung thủ là gì? Tại sao hung thủ lại đột nhiên tấn công Sharon? Tối qua tôi lên mạng nói chuyện với Tiểu Nhu. Gần đây cô đang nghiên cứu một vụ án, chính là một fan hâm mộ bên anh. Mức độ hâm mộ thần tượng của anh ta đã đến cực đoan. Anh ta muốn tự tay hủy diệt thần tượng của mình để được mãi mãi thuộc về mình. Tôi sẽ điều tra từ hướng này. Cảm ơn Tiểu Nhu giùm tôi. Cảm ơn anh. Suốt cuộc tới rồi hả? Chà, đã phóng xe còn chê lâu, chắc phải ngồi tên lửa quá. Chà, anh mua nhiều như vậy, dự trữ hả? Hay là lấy uống? Tôi sợ không đủ xài. Tôi đã mua đủ các loại thuốc diệt sâu. Còn nữa, tôi quên mất lần trước cô nói nước tẩy phải đổ bao nhiêu. Nè, nếu như có vết ố, chẳng hạn như có người ói thì 1/49, còn vệ sinh bình thường thì 1/99 là được rồi. Ý, anh mua loại nước rửa bồn cầu này phải cẩn thận. Rất nhiều nước rửa bồn cầu và axit đều giống nhau, có axit chloric cao. Anh nhớ kỹ, nhất định không thể pha với nước tẩy xài chung, bằng không sẽ tiết ra rất nhiều chất độc. Anh la một hồi ngất xỉu cũng không biết trời trăng gì hết đó. Trời, cô biết tôi chắc chắn không có pha chung xài mà. Tại tôi mới mua về, chưa cất vào thôi. À, anh nhớ kỹ, tất cả cửa sổ đều phải lau sạch sẽ đó. Mấy cái khung tay cầm này đều phải lau đó, có biết không? Vì phải lau mệt nghỉ rồi. Bộ khỏi làm sao? Chính anh nói vệ sinh mà, hồi đó bị sát cũng vậy đó. Tôi bị ép chứ đâu có bị sát đâu. À, không phải, tôi đâu có bị ép đâu. Được rồi. Nè, nhanh ta làm việc đi. À, làm việc. Túi để đâu? Chắc là phải bắt đầu làm từ trong này rồi. Chà, sao nhiều mì ăn liền quá vậy? Biết làm sao, sống có một mình mà, không phải trụng thì hấp. Ý, có lúc tôi đổ khẩu vị, tới ngoài tiệm mua cơm hộp ăn. Tôi ở khu này cũng vì thế tiện lợi, không lẽ một mình nấu cơm ăn sao? Tại sao tự mình nấu không được chứ? Nè, thường ngày chúng ta đi làm đã rất cực nhọc rồi, nên chú ý tới bản thân tốt hơn, ăn uống cũng tốt hơn. Anh mua toàn mấy thứ đồ hộp, mì ăn liền, coi chừng không đủ dinh dưỡng đó. Nè, chị Yvonne, tôi kêu chị đến là muốn chị dạy tôi mấy cách làm vệ sinh, không phải kêu chị chất vấn thuốc khỏe ăn uống của tôi. Được, vệ sinh phải không? Ờ. Nè, anh nghe cho kỹ nha. Tôi đã mua giùm anh 4 cái khăn. Cái này để lau đầu hả? Còn cái này thì lau mặt. Cái tiếp theo thì để lau mình. Cái cuối cùng dùng để lau tay. Làm ơn nhớ giùm nha. Không phải chứ, vừa màu hồng lại có nhiều bông hoa, chó hoặc hình con heo nữa. Để anh dễ dàng phân biệt sẽ không bị rối. Lỡ như anh lấy khăn lau mặt đi lau mình, lấy cái lau mình đem lau đầu, vậy thì không hợp vệ sinh. Còn đang coi tiểu thuyết hả? Lát nữa lại nói là nhắm mắt lại nghĩ đến hung thủ không ngủ được. Được rồi, còn mấy trang nữa là má coi xong. Coi xong trang này thì má đi ngủ đi. Má, loại dầu cỏ thơm này có thể giúp má thư giãn tinh thần, con người sẽ thả lỏng, ngủ ngon hơn nhiều đó. Có phải loại Ivan mua không? Lại đây. Thật ra Ivan đối xử con cũng rất tốt. Con biết má muốn nói gì, nhưng má làm ơn đừng phóng đại cỏ thơm này vô hạn có được không? Má đâu có phóng đại, nhưng đột nhiên má nghĩ tới 4 cái điếp diêu của cổ thể ni. Là gì vậy? Điếp diêu đầu tiên là where, chính là ở đâu. Con học ở bên anh, nó cũng học ở bên anh, con nói có trùng hợp không? Còn cái thứ hai là when,
chính là lúc nào? Má đoán có phải là gần đây không? Cái thứ ba là why. Why con biết nghĩa là sao không? Là nó yêu con gái của má. Cái thứ tư là what. Má không hiểu chữ này có nghĩa là sao? What tức là kêu má đừng suy nghĩ lung tung. Má đó chắc là coi sách của cổ thể ni nhiều quá, trở thành chuyên gia suy lý rồi. Không phải vậy. Thật tình nói, thanh niên như Ivan rất tốt, vừa chu đáo vừa lo cho con. Con có thể thử mà. Má, được rồi, má không nói nữa. Này nói thật nha, có phải gần đây con rất bận không? Má thấy con ốm đi nhiều. Ngày mai má mua đồ bổ nấu canh cho con uống. Dạ được. Sâm Hoa Kỳ này lớn quá ha. Nên nấu gì tốt đây? À, chị muốn nấu gì cũng được. Nấu gà nè, nấu thịt nạc nè. Vậy nấu gà hay nấu thịt nạc ngon hơn? Xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước đã. Sâm Hoa Kỳ này rất ngon. Đương nhiên là nấu sâm Hoa Kỳ gà ốc sắc lát rồi. Nếu như ngủ không ngon á, lại muốn bồi bổ trung khí thì nồi canh này rất thích hợp. Nếu vừa bồi bổ lại giúp sáng mắt nữa. Trời, gần đây con gái tôi ngủ không ngon, nấu cho nó uống là thích hợp rồi. Phải đó, thích hợp lắm. À phải, vậy ốc lớn này phải ngâm bao lâu mới mềm được chứ? Ốc lớn này phải dùng nước lạnh ngâm qua đêm mới mềm, nấu rất là ngon. Thông thường trước khi đi ngủ tôi đem ngâm, thì sáng hôm sau dậy có thể nấu canh. Chị có biết mấy cô gái bây giờ ai cũng sợ mập hết không? Dạ phải. Cho nên con gà lấy nấu canh phải lột da hết. Như vậy nồi canh mình nấu sẽ được thanh và ngọt đó. Cảm ơn chị. Không có gì. Nè còn nữa, loại nấm vàng này nếu lấy trộn với nấm du nấu cháo sẽ rất là ngon. Cháo ngô hả? Phải đó, tốt cho tiêu hóa, hữu hiệu lắm. Tôi biết, trước đây có một người bạn từng nấu cho tôi ăn, thật sự rất tốt. Hả? Cô. Ý, Ivan. Ủa gì? Sao đúng lúc vậy? Phải đó. Ý. À, đây là má của Madame Mã. Con người đẹp này là cô của con. Người trong giang hồ gọi là chị Cô Ni đó. À, chị Cô Ni hả? Vừa bếp lần trước nấu cháo cho tôi ăn chính là chị hả? Ừ. Chị chính là chị Mã hả? Không ngờ chúng ta lại có dịp quen biết ha. Đó mới gọi là duyên phận đó. Phải đó. Ivan à, cậu đến đây làm gì vậy? Dạ không, cô có con kêu con đến làm cu li đó mà. Làm cu li hả? Tôi mua rất là nhiều thứ, nó cũng là người được thừa hưởng mà. Nè, con không bỏ ra một chút công sức làm sao mà được đáp lại chứ. Nè. Vậy bây giờ đi được chưa hả bà chủ? Má. Chào, má cô trong bếp á. Sao anh lại ở đây? Là gì mời chúng tôi đến đây? À, về rồi hả? Dạ phải. Ủa chị Cô Ni à, con có biết không, hôm nay rất trùng hợp, ở tiệm hải vị má gặp được chị Cô Ni và Ivan, gặp được danh sư nên má mời đến nhà ăn cơm để học nghề luôn. Nè, hôm nay chị Cô Ni dạy má làm món sườn chua đó, con có lộc ăn rồi. Vậy cảm ơn nha chị Cô Ni. Xuống bếp là nghề của tôi mà. À phải, Ivan rất tài giỏi, biết chuông báo thức của má bị hư lấy sửa giùm má. Con nói chuyện với Ivan đi, má vô làm món sườn chua. Nè cô không cần phải tiếp tôi, cô cứ tự nhiên đi. Không ngờ chuông báo thức anh cũng biết sửa nữa. Phải đó, tôi từng tháo không ít chuông báo thức, nhưng mà thông thường đều là bơm cả giờ. Tôi có máy cassette bị hư, không biết anh có biết không? Biết chứ. Vậy Discman? Biết luôn. Còn máy DVD nữa. Nè, máy đó là phải tính tiền nha. Sao vậy? Nói chơi thôi. Chị Mã, con của chị cũng rất hiếu thảo ha. Thường xuyên đến chỗ của tôi đặt món lươn để về ăn với chị. Cô nói là má cổ rất thích ăn. Con gái tôi từ nhỏ thì đã rất hiếu thảo. À, hồi đó nó qua bên Anh học, nó nói má ơi, má đừng có lo cho con sẽ đi làm tự đóng học phí. Tôi nói tôi đưa tiền cho nó lại không chịu. Trùng hợp quá, hồi đó Ivan học bên Anh cũng vừa học vừa làm. Vậy sao? Coi bộ cháu tôi và con gái của chị cũng có duyên lắm đó. Trời ơi, con gái tôi mê công việc lắm, không có thời gian quen biết bạn trai. Cảm ơn. Vậy bây giờ cô có bồ không? Không có, tôi muốn nói vui vẻ thoải mái quen biết bạn trai. Ivan. Dạ. Chuyện gì vậy? Gọi con vào đây dĩ nhiên là có chuyện đàn ông nên làm. Làm ơn. Ồ, thật ra mở cái nắp rất đơn giản. Cô và dì mở cũng được mà. Mở không được. Con coi nè, dặn đỏ cái tay luôn. Dì à, dì có cọng thun không? Có, lấy mấy cọng? Một cọng được rồi. Một cọng. Nè. Cảm ơn. Dì à, dì mở thử đi. Trời ơi, dễ quá ha. Giỏi quá. Cậu giỏi quá. Để tôi thưởng cậu. Cậu có thích ăn hộp cacao không? Dạ thích. Cậu có biết con anh thích ăn mấy thứ như đậu phộng cacao, hạt điều. Lát nữa nấu tôi bỏ nhiều một chút, mắt cộng nó ăn hết đó. Dạ được.
Bây giờ tôi đi lấy đây. Gợi ý cho con á. Nè, hình như ngửi được mùi rất thơm. Anh thử đi. Ivan Bakery, tác phẩm đồ tay. Tác phẩm đồ tay? Vậy tức là bắt chúng tôi làm chuột trắng rồi. Nhìn bộ dạng chắc ăn vào không chết đâu. Tôi thử trước cho, không sao đâu. Thế nào hả? Có mùi hương của hạnh nhân. Đúng là loại bánh nướng không đơn giản. Lợi hại thiệt. Thật sự rất ngon. Chết cha, nhìn bà cậu khẩn trương quá. Chắc chắn không phải vì chúng tôi mà làm. Vì một kế hoạch lớn hả? Thì ra có người đang tiến hành một kế hoạch lớn. Nè, vậy đối tượng này chúng tôi có quen không? Đừng có than nữa. Trước giờ tôi cũng quang minh chính đại mà. Chính là Bell. Madam Mã hả? Hèn gì chú tâm tới như vậy. Hiếm khi tôi lại bỏ công sức ra thực hiện kế hoạch. Tôi biết. Nhưng mà nói gì thì nói, kế hoạch lớn này của cậu không có đơn giản. Cậu mà còn lững lơ phớt lờ, cung chừng sẽ bị mất luôn đó. Cũng may là kế hoạch này không có thời hạn. Một là không nộp, hễ nộp là phải lấy điểm A. Rất có lòng tham ha. Trước giờ tôi thích khiêu chiến với độ khó mà. À phải, anh thì sao? Tôi sao? Anh làm ơn đi, đừng có lo làm việc hoài. Tôi biết đã nhập tâm với một kế hoạch là khắc cốt ghi tâm, nhưng mà cũng đến lúc khóa hồ sơ lại rồi. Nè, bớt dự các hội thảo, dự gia hội nhiều một chút. Ivan nói đúng đó. Thế giới bên ngoài có rất nhiều kế hoạch đang đợi em làm. Hả? Nè, có cần tôi và anh ra ngoài giải trí để giúp anh mở thêm hồ sơ mới không? Hơi đâu mà nói cho tôi. Lo tốt kế hoạch của mình trước đi. Tôi biết cân nhắc rồi mà. Bác sĩ Cổ. Xin chào. Sao hả? Tôi có báo cáo chưa gửi cho cô sao? Lên đây đâu phải chỉ hối báo cáo. Sao hả? Anh có rảnh nói vài lời không? Mời ngồi. Có gì muốn nói? Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Nếu như hung thủ giết chết người thì làm sao dựng chứng cứ vắng mặt ở hiện trường? Lúc cảnh sát bắt được hắn, thực sự có rất nhiều người có thể làm nhân chứng thời gian cho hắn. Trong thời gian tử vong của nạn nhân, quả thật hắn đang họp với rất nhiều người. Hiệu quả rất cao. Rạng sáng này cũng coi hết rồi sao? Thì má tôi đó, sáng sớm đã hỏi tôi nội dung rồi. Anh làm ơn đi bác sĩ Cổ. Một là anh nói nội dung cho tôi biết, hai là anh kê thuốc nhức đầu cho má tôi. Tôi nghĩ cả hai chị tôi cũng không giúp được cô. Thứ nhất, thực tình tôi còn chưa biết tình tiết tiến triển ra sao. Thứ hai, thuốc nhức đầu tuyệt đối không được uống bừa bãi. Nhưng mà anh cũng phải kết thúc vụ án này giùm tôi. Câu chuyện này là do anh nghĩ ra, đoạn kết dĩ nhiên là anh phải giết rồi. Tôi không cần biết anh phải giết giùm tôi đó. Kết đội bản thảo của cô còn căng thẳng hơn biên tập ở tòa soạn nữa kìa. Vậy thì phiền anh quá. Sao hả? Bị ho? Không phải, cổ họng ngứa thôi. Cuối cùng Madame Mai biết được ai là hung thủ. Trong 3 tháng qua, lúc nào cô cũng muốn tận tay bắt được hung thủ chịu tội trước pháp luật. Nhưng mà cho tới giây phút này cô rất do dự. Phải làm sao cho tốt đây? Nếu như phanh phui chân tướng của sự việc, có thể cổ sẽ khiến mẹ mình rất đau lòng. Cô có thể bất chấp cảm nhận của mọi người, nhưng cổ không thể làm mẹ mình bị tổn thương. Không ngờ người thường ngày rất cứng cỏi, ai cũng tưởng là lòng dạ sắt đá như Madame Mai, cổ có mặt cảm tính và nhu mì của cổ. Alo, sao hả Ken? Để đó qua nhà xác lấy hồ sơ về. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới. Ok, Ken à, phiền anh tới tiệm chuyên bán mật ong New Zealand ở ngã tư mua kẹo ngậm mật ong về giùm tôi. Phải lấy loại Manuka 10 cộng đó. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn. Ủa, bác sĩ Cổ. Bà Đà Mã có trong đó không? Đi rồi, vừa mới xuống đó. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Bell. Ý, xe mới hả? Phải đó. Có hứng thú đi một vòng không? Vậy thì phải coi đi đâu. Bảo đảm sẽ có sự bất ngờ. Sao hả? Có hài lòng không? Mặt trời lặn rất đẹp. Nếu như có một tách cà phê thì càng tuyệt vời. Núi xanh của Colombia tiệp với hộp dịch muối rất tuyệt. Có phải cô không ngờ thần kỳ đến vậy không? Thật sự cô muốn cái gì có cái đó đó. Tôi không tin anh tài tình đến vậy. Nè, cứ việc nói ra nghe thử đi.
Có tách cà phê ngon, nếu có miếng bánh hột cacao ăn thì tốt. Có chứ. Hình như là anh định đến đây mở tiệc. Tôi làm đó. Loại này là biscotti của Italy, có lịch sử 100 năm. Khẩu vị truyền thống là làm bằng hồi hương và hạnh nhân. Nhưng lần này tôi có bỏ thêm quả vỏ cứng. Nè, cô thử nhúng vào ly cà phê ăn đi. Sao hả? Hai mùi vị rất hợp nhau. Thật sự là rất tuyệt vời. Có phải trước đây cô cảm thấy cà phê rất đắng không? Chỉ cần lấy bánh này nhúng vào ăn thì vị ngọt của bánh sẽ trung hòa vị đắng của nó, lại không làm mất mùi thơm của cà phê. Tôi đã nói rồi, cà phê chưa hẳn là đắng đâu, tùy cách mình sử dụng thôi. Tôi muốn ăn thêm một cái. Được. Nhưng lần sau anh bỏ thêm ít quả phỉ vào được không? Dĩ nhiên là được. Tôi cũng định bỏ thêm một ít hạt điều. Vậy sao? Chắc sẽ thơm lắm. À, chắc là vậy. Dương Vật Thăng, anh đang nói sao với em? Nè, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu nói của anh sẽ trở thành chứng cứ khiến anh chịu hình phạt. Em nói gì vậy? Anh làm chuyện có lỗi với em hồi nào? Nè, hôm nay anh thử xe mới, nhưng người anh đón không phải là em. Em là em họ của anh, em còn địa vị gì trong lòng anh đây? Anh đang nói sao với em? Rất đơn giản. Có thể người ta thật sự muốn bày tỏ đã có hẹn rồi ha. Em không cần biết. Tóm lại anh có mới nới cũ, vong ơn bội nghĩa. Có chiếc xe mới làm vợ thì không quan tâm em họ này nữa. Đi chơi cũng không rủ em. Tội càng nặng thêm. Được rồi, bất quá lần sau anh cho em quá giang vậy được chưa? Tất nhiên rồi, thêm bữa tiệc cua ở núi Lưu Phù nữa. Người này chính là má của Doanh Doanh mắc bệnh ung thư máu. Tội nghiệp họ lắm. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Báo chí truyền hình hay kêu gọi mọi người đi xét nghiệm máu. Chính là đứa bé mà thần tượng Sharon của con hay kêu gọi chứ gì? Ý, không phải, cổ không còn là thần tượng của con nữa. Từ khi con nhập cuộc điều tra vụ án của cổ thì càng lúc càng biết nhiều chuyện xấu của cổ. Hèn gì. Cái hộp mà trước đây con rất quý, bây giờ lại quăng lung tung. Thì ra thần tượng cũng bị xóa sổ. Ý, đừng nói là em không thương anh, hay nói em ăn chùa của anh. Tặng cho anh nè. Chờ, cảm ơn nghe. Không có gì. Cảm ơn. Ê nè nè, chữ này là Sharon viết hả? Dạ phải, chính mắt em nhìn thấy cổ viết mà. Còn có vẻ rất nhiệt tình. Sao hả? Có manh mối không? Hôm đó tôi nhìn thấy tờ nhạc phổ này, tôi nhìn thấy chữ em. Hai chấm phía dưới kéo ra thành vòng tròn, giống hệt cách viết của tôi, cho nên tôi rất có ấn tượng. Nhưng tối qua tôi thấy hộp dây chuyền của Formula, chữ em mà Sharon viết là hai chấm rất rõ. Tôi có hỏi Formula, nó nói là nhìn thấy chính tay Sharon viết. Bây giờ nhìn kỹ, hai chữ này thật sự không giống nhau. Trong đó tổ trọng án có gửi một bản phổ công quan, nói nhạc phổ này là Sharon viết, cho nên chúng ta mới không xử lý. Không ngờ chính vì vậy, có thể chúng ta đã bỏ sót điều gì. Nhưng thông thường kiểm tra nét chữ, trước tiên phải tìm ra đặc tính của nét chữ. Chẳng hạn như hình dạng của chữ, đột nhiên là chạy tỷ lệ đường nét. Nè, cách viết đánh tròn giống như loại này chính là một trong các loại so sánh. Rõ ràng chữ trong nhạc phổ này và chữ trên hộp là do hai người viết. Vậy tức là nhạc phổ này không phải chính Sharon viết. Đâu có gì lạ. Bây giờ rất nhiều ca sĩ được gọi tự sáng tác cũng đều nhờ người khác viết nhạc giúp mình, rồi là bộ đó là tự viết. Tôi nhớ đêm đó khi tôi vào nhà tìm chứng cứ, trong thùng rác có rất nhiều tro giấy. Vậy tức là đêm đó Sharon đã đốt rất nhiều nhạc phổ. Thật ra cũng muốn che giấu điều gì. Nhạc phổ có liên quan đến việc cô bị tấn công không? Ý, nhạc phổ này đã bị rách, được dán lại bằng băng keo. Nhiều lúc băng keo cũng là trợ lý tốt của chúng ta.
có lớp da, có dấu vân tay, dường như đã tìm được thứ mà chúng ta không ngờ. Madam, hình này là lấy từ công ty của người quản lý về. Toàn là hình mà mấy tháng nay salon vừa hoạt động đã chụp. Tôi đã điều tra, mấy fan hâm mộ ở hàng trước Bình Quân đã từng dự 3-4 lần. Nhóm này là fan hâm mộ chuyên nghiệp, dù hội hâm mộ của ca sĩ nào biểu diễn ở siêu thị họ cũng đều có mặt cả. Được cái là người nào cũng làm ra vẻ nhiệt tình và nhập vai, phải nói là rất chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng có một fan hâm mộ trung thành. Nhưng tại sao lần nào cũng không thấy mặt ảnh? Ivan Bell, trên nhạc phổ của Sharon chúng tôi tìm được miếng da và dấu vân tay. Sau khi so sánh ADN, ADN ở miếng da và ADN vết máu trên con dao cọt trái cây trong nhà của Sharon là giống nhau. Hơn nữa, chữ trên nhạc phổ không phải là do Sharon viết. Sharon nói đã từng lấy dao gọt trái cây làm hung thủ bị thương. Cái được gọi là hung thủ có khi nào là chủ của nhạc phổ? Tôi chỉ muốn giao tận tay thứ này cho Sharon. Tôi gửi lại sẽ đi liền, tôi sẽ không quấy rầy cổ đâu. Thật sự không được mà. Cô làm ơn đi, tôi gửi lại sẽ đi liền. Xin lỗi nha anh, tôi không giúp được anh đâu. Cô làm ơn đi cô y tá. Tôi không giúp được anh đâu, anh đi đi. Chuyện như vậy cô y tá. Anh này ảnh. Chúng tôi ở tổ trọng án Tây Cửu Long. Xin hỏi tay của anh làm sao bị thương vậy? Bị dao đạp phải không? Trầm Gia Lạc, anh ở đây làm gì? Sharon, anh... Cô đừng căng thẳng quá, tôi chỉ hỏi anh vài câu thôi. Anh đã nói gì với họ vậy? Cô Quách à, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người chung quanh cô, hy vọng sẽ giúp được cho vụ án này. Vậy sao? Madam, cô giúp tôi hả? Tôi không nghĩ là cô đang giúp tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy cô cứ liên tục quấy rầy tôi, mà còn lén lút điều tra những người bên cạnh tôi, khơi chuyện đời tư của tôi. Thật ra cô muốn điều gì? Cô có biết làm như vậy ảnh hưởng công việc của tôi hay không? Chúng tôi không có hứng thú khơi chuyện của cô. Là do cô có quá nhiều chuyện để che giấu chúng tôi. Tôi chỉ muốn điều tra ra sự thật. Nếu như mà cô không hợp tác với chúng tôi, chỉ mất thời gian của chúng tôi thôi, lãng phí cảnh lực. Cô nói vậy là sao chứ? Ở đây là bệnh viện, không được chụp hình. Đâm Gia Lạc, chúng ta đi. Xin lỗi nha, anh này chưa đi được. Tôi còn có chuyện muốn hỏi ảnh. Cô Quách, cô cũng vậy. Phiền cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Tra, không biết điều tra cái gì. Bỏ đi, tôi không cần cô điều tra nữa. Chuyện đêm đó, tôi quyết định không truy cứu nữa. Hồng Kông là xã hội phát triển. Cô Quách à, vụ án của cô là vụ án hình sự gây thương tích. Không phải cô nói một câu không truy cứu thì có thể bỏ qua. Tôi khuyên cô tốt nhất là hợp tác. Đừng để phóng viên họ nhìn thấy khiến chúng tôi khó xử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.